Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tổ chức Now Campaign nói Việt Nam đang giam giữ 251 tù nhân lương tâm. Thưa quý vị, theo tổ chức này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang giam giữ ít nhất 251 tù nhân lương tâm. Với con số này, Việt Nam vẫn là quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Miến Điện. Có 221 tù nhân lương tâm đã bị kết án và 30 nhà hoạt động đang bị giam giữ. Trong giai đoạn điều tra, 32 người là nữ, 176 người dân tộc Kinh, 58 người Thượng, 16 người Hờ Mông và 2 người Khmer Krom. Riêng từ đầu năm đến nay, Việt Nam bắt giữ 10 nhà hoạt động với những cáo buộc ngụy tạo. Nhiều bloggers, luật sư, nhà hoạt động về quyền đất đai, nhà bất đồng chính trị và tín đồ của các tôn giáo thiểu số chưa ghi danh đã bị bắt giữ và giam giữ chỉ vì họ thực hành một cách ôn hòa các quyền dân sự và chính trị được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và các luật nhân quyền quốc tế như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo hoặc niềm tin. Danh sách này không bao gồm các cá nhân đã tham gia ủng hộ bạo lực. Hầu hết các tù nhân lương tâm đã bị buộc tội hoặc kết án về các cáo buộc theo các điều 109, 116, 117, 318 và 331 trong Bộ luật Hình sự 2015. Các cáo buộc chống lại 16 cá nhân chưa được biết hoặc chưa được cơ quan chức năng công bố. Một ví dụ điển hình đó là trường hợp của cô Huỳnh Thị Tố Nga, người bị cảnh sát bắt cóc vào ngày 28 tháng 1 năm 2019 khi cô đang làm việc tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn. Không có tin tức gì về việc cô bị giam giữ và gia đình cô không được thông báo về tình hình hiện tại của cô. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.